Đây cắm một trái đi. Lấy cây kia lâu kìa. Đó, giờ lấy cây đó. À, lấy cái cây ra trong nhà đi. Dạ ơi. Dạ. Đi lâu lên nội ăn được ngái luôn. Nói su biết làm việc rồi. Rồi lao đi. Đánh tiếp. Mẹ con quên rồi mẹ ơi. Mẹ con quên sức trở rồi. Bắt đi con, được rồi đó con. Sao mẹ lọt có ngày nào riêng hả? Không rồi. À vậy. Mai đâu có thấy nhỉ? Đúng không? Nóng rồi đấy. Ăn vậy thôi chứ đòi phóng bì nè. Là nghe nó mở ra lượng nhỏ thôi. Đợi nóng nữa, đợi nóng thì nóng. Người đi. Đây, đi nha. Đây đi. Chú, đây đi. Ba. Hồi nãy mẹ hết bật số lớn. Ăn chưa? Để chấm cái gì vậy? À, cái này nó hơi xin. Để nó bấm ăn tương ớt bây giờ không có lấy miếng tư rồi chấm. Dạ, 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 sống dạ, 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 đại được rồi. Hết có trái rồi hả? Đại được rồi. Ờ, qua mua đi. Bao nhiêu? Phải thử mua hàng kia, kia tôi chưa quá. Hôm qua chứ hôm qua chợ không có đây. Ấy thì giờ con đi đi được rồi đi. Ba không cần phân hả? Ngồi xuống đi, lao xuống, ngồi xuống lao bằng tay á. Ngồi xuống. Tại sao để chú không để lao giờ? Thôi. Ở đâu á?